Thưa quý vị, quân đội Nga đang điều động nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng về khu vực Kherson nhằm tăng cường phòng thủ trước kế hoạch phản công của Ukraine. Trong một thông báo được đưa ra hôm 25 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết nhiều đoàn xe quân sự của quân đội Nga đã nhìn thấy khi đi qua thành phố Melitopol hướng về phía tỉnh Kherson ở miền nam của quốc gia này. Cụ thể, đoàn xe đầu tiên được nhìn thấy vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai ngày 25 tháng 7 với khoảng 25 xe chiến đấu bộ binh BRD. Tới 12 giờ trưa, nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân đã đi qua làng Novopilievka ở gần thành phố Melitopol. 2 giờ sau, vào lúc 2 giờ chiều, một đoàn xe khác với các tổ hợp phòng không tự hành cũng đã được ghi nhận. Hoạt động điều quân này của Nga được quan sát nhận định là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho các lực lượng thân Nga tại khu vực Kherson. Trong thời gian qua, Kherson là điểm nóng của chiến dịch phản công nhằm giành lại vùng lãnh thổ phía nam của quân đội Ukraine. Hàng loạt vụ tập kích nhằm vào các cây cầu huyết mạch bắc qua sông Dnieper tại thành phố này đã được quân đội Ukraine thực hiện với sự hỗ trợ của các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ. Những cây cầu trên là tuyến đường tiếp vận chính cho các lực lượng thân Nga trong khu vực và quân đội Ukraine đang làm hết sức để chặt đứt chuỗi hậu cần cung ứng cho lực lượng này tại Kherson. Bên cạnh đó, trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự vào ngày 25 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn trúng hai tàu đổ bộ của quân đội Ukraine khi chúng đang cố vượt sông Dnieper. Một mạng lưới điệp viên hùng hậu của Ukraine với nhiệm vụ hỗ trợ biệt kích Ukraine thực hiện những phương vụ tấn công phá hoại ở Kherson cũng bị phát hiện và bắt giữ. Những bằng chứng trên cho thấy quân đội Ukraine đã chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch tấn công giành lại khu vực Kherson và xa hơn là cả vùng lãnh thổ miền nam của nước này. Tuy nhiên, quân đội Nga hiện không thể hiện bất cứ dấu hiệu chùn bước nào trong nhiệm vụ phòng thủ tại Kherson. Không chỉ huy động thêm nhân lực và phương tiện quân sự để tăng cường cho phòng tuyến tại khu vực này, quân đội Nga cũng đang khẩn trương tiến hành sửa chữa các cây cầu bị hư hỏng nhằm nhanh chóng khôi phục tuyến đường tiếp tế cho Kherson. Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu của Kiev tại miền Nam đã được thực hiện nhằm kìm hãm đà phản công của quân đội Ukraine. Sáng ngày 26 tháng 7, Nga đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa hành trình và hỏa tiễn nhằm vào thành phố cảng Odessa, nơi tập trung nhiều trang thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống chống hạm Harpoon vô cùng hiện đại của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 25 tháng 7 thông báo quân đội nước này đã bắn hạ thành công máy bay trực thăng cá sấu K-52 của Nga. Thông báo trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu rõ, các binh sĩ thuộc lữ đoàn nhảy dù 25 đã bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu có biệt danh cá sấu K-52 của Nga bằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai Manpad. Giá thành của một chiếc K-52 được cho là vào khoảng 16 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày, Ukraine thông báo một đơn vị phòng không thuộc lực lượng không quân nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Ukraine từng tuyên bố bắn rơi các trực thăng K-52 của Nga, trong đó có một chiếc vào cuối tháng 6. K-52 hiện là trực thăng tấn công hiện đại nhất của Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu mới được bắt đầu sản xuất từ năm 2008. Về vũ khí, K-52 được trang bị hệ thống hỏa lực dẫn đường bằng laser, hệ thống tên lửa chống tăng, tên lửa không điều khiển, bao gồm cả loại S-8 nặng 11 kg, súng 30mm cùng nhiều loại vũ khí khác. Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, K-52 trực tiếp tham gia hỗ trợ cho quân đội Nga trên chiến trường và có khả năng phát hiện cũng như tấn công bất cứ mục tiêu nào. Trước đó, sau khi lực lượng Ukraine tấn công một cây cầu ở thành phố Kherson bên bờ Biển Đen do Nga kiểm soát, một quan chức nước này ngày 24 tháng 7 đã tuyên bố quân đội nước này sẽ chuẩn bị một cuộc phản công lớn trong khu vực và giành lại tỉnh Kherson từ tay của các lực lượng Nga trong 2 tháng nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine vào ngày 24 tháng 7, trợ lý cao cấp của người đứng đầu tỉnh Kherson cho biết lực lượng nước này chắc chắn sẽ giành lại Kherson từ tay Nga vào tháng 9 và mọi kế hoạch của Moscow nhằm ngăn chặn điều đó sẽ thất bại. Quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi pháo tầm xa do phương Tây cung cấp đã giành lại một số vùng lãnh thổ ở Kherson từ tay lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Vị quan chức này khẳng định một bước ngoặt đang diễn ra trên chiến trường. Kiev đang chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công và giành ưu thế trong những hoạt động quân sự gần đây với sự trợ giúp của vũ khí do phương Tây viện trợ. Quan chức Ukraine tuyên bố các cuộc tập kích của quân đội vào hai cây cầu quan trọng trong khu vực cũng như những cuộc tấn công khác vào kho vũ khí và sở chỉ huy Nga là bước chuẩn bị cho một chiến dịch phản công lớn trên bộ, đồng thời khẳng định các lực lượng Nga không thể sửa chữa cây cầu Antonievka bắc qua sông Dnieper bị hư hại và đang gặp khó khăn trong việc di chuyển vũ khí hạng nặng về thành phố Kherson. Quân đội Nga đã kiểm soát thành phố Kherson, thủ phủ của vùng từ ngày 3 tháng 3. Đây là thành phố lớn đầu tiên thất thủ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2. Khu vực Kherson có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp Ukraine và nằm ngay gần bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập hồi năm 2014.
Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng thái độ không phù hợp của phương Tây khiến các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin không hiệu quả. Theo ông Erdogan, thái độ của các chính khách phương Tây với ông Putin không phù hợp trong giao tiếp chính trị. Trái lại, ông Erdogan đánh giá cao khả năng đối thoại của Ankara với Moscow ở hàng loạt khía cạnh khác nhau, từ tiến trình hòa đàm Syria đến thỏa thuận ngũ cốc tuần trước giữa Nga và Ukraine. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai quốc gia láng giềng nổ ra từ hồi cuối tháng 2. Tại vòng đàm phán diễn ra ngày 29 tháng 3 ở Istanbul, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng trước khi đổ vỡ. Gần đây nhất, ngày 22 tháng 7, Ankara tiếp tục làm trung gian đàm phán giúp Moscow, Kiev đi đến thỏa thuận mở đường cho xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine. Trong khi đó, Ankara không đứng về bên nào trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ tuy không áp lệnh trừng phạt Nga nhưng phản đối chiến dịch quân sự của Moscow và bán máy bay không người lái cho Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25 tháng 7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatolievich Halahan, chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt của nước này, đồng thời bổ nhiệm người thay thế. Đây là động thái mới nhất trong một loạt hoạt động cải tổ lực lượng quân đội và tình báo Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga ngày càng leo thang. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ông Halahan đã đảm nhiệm vị trí chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt kể từ tháng 8 năm 2020. Ông Halahan từng có thời gian dài làm việc trong lực lượng đặc nhiệm của Ukraine, là người nhiều kinh nghiệm chiến trường và đã tham gia chiến đấu tại khu vực Donbass từ năm 2014 đến năm 2019. Ông là nhân vật mới nhất trong một loạt các quan chức cấp cao của Ukraine bị sa thải trong thời gian gần đây. Theo The Hill, ngay cả ông Ivan Bakanov, người đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, một cộng sự lâu năm của Tổng thống Zelensky cũng bị bãi nhiệm. Chính phủ Ukraine cho biết có hơn 1.200 công dân Ukraine đang bị điều tra với cáo buộc phản quốc hoặc cộng tác với Nga và nhiều người trong số này là các quan chức và nhân viên chính phủ. Theo Tổng thống Zelensky, 651 đối tượng trong số đó thuộc lực lượng an ninh và thực thi pháp luật. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post ngày 24 tháng 7, Giám đốc Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết, Kiev coi các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất là giải pháp thay thế tốt nhất cho các hệ thống tên lửa Tokamak từ thời Liên Xô. Ông Budanov nhấn mạnh, các hệ thống Tokamak hiện vẫn là sự lựa chọn tầm xa nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, sau 5 tháng xung đột với Nga, Ukraine hiện chỉ còn lại một vài hệ thống Tokamak. Tokamak là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, có tầm bắn 120 km, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970. Theo quân đội Nga, ở giai đoạn xung đột mới bùng phát, Ukraine có khoảng 40 hệ thống Tokamak. Song ông Budanov cho biết, hiện nay các lực lượng Ukraine đã có HIMARS do Mỹ cung cấp và sẽ chiến đấu bằng các hệ thống vũ khí này. Chính quyền Mỹ cuối tuần trước tuyên bố sẽ gửi thêm 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine, nâng tổng số pháo HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev lên 16. Tuy nhiên, hệ thống này có thể bắn tên lửa ATACMS với tầm bắn lên tới 300 km. Cho tới nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine do lo ngại loại vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Nga tuyên bố đã phá hủy ít nhất 4 hệ thống HIMARS trong thời gian từ ngày 5 cho đến 22 tháng 7. Tuy nhiên, ông Budanov lại khẳng định nước này không mất hệ thống HIMARS nào. Trong chuyến thăm Kiev cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ Adam Smith nói rằng Washington và các đồng minh có kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm 25-30 hệ thống rocket, trong đó có cả HIMARS và pháo phản lực phóng loạt MLRS. Tuy nhiên, các lô viện trợ này dường như vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Rednikov nói rằng nước này cần 50 hệ thống HIMARS để tổ chức phòng thủ và ít nhất 100 hệ thống này để phản công hiệu quả.